Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá sách. Những câu thành ngữ, tục ngữ về tinh thần đùm bọc yêu thương lẫn nhau của người Việt chưa bao giờ mất đi giá trị dù dịch bệnh kéo dài. Tinh thần ấy trong thời đại 4.0 ngày càng được kết nối, bền chặt và lan tỏa rộng hơn nhờ có công nghệ. Tính năng đậm tình người Zalo Connect, một sản phẩm, sẽ là chủ đề chính trong hashtag 247 ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào quý khán giả của Sống Kết Nối. Có lẽ trong bối cảnh đại dịch thì các ứng dụng công nghệ đã trở thành một cầu nối kỳ diệu giữa người với người. Như ứng dụng Zalo Connect có trên tay tôi đây thì đã ghi nhận hơn 10.000 yêu cầu trợ giúp mỗi ngày gửi đến những mạnh thường quân và những nhà hảo tâm từ những người yếu thế. Và ứng dụng này thiết thực như thế nào, hiệu quả ra sao? Hãy theo chân chúng tôi để tìm câu trả lời. Alo, vâng, có phải là bạn... Alo ạ, mình là Nguyên ạ. Vâng, mình gọi điện cho bạn từ chương trình Sống Kết Nối của VTC1. Và thông qua Zalo Connect thì mình tìm hiểu được hoàn cảnh của bạn và muốn trợ giúp chút lương thực, không biết là bạn có ở nhà không ạ? Dạ, hiện tại thì bây giờ em đang ở nhà. Vâng, vậy thì bọn mình sẽ đến nơi sau khoảng 30 phút nhé. Em quê em ở Vĩnh Phúc ạ, nhưng mà đầu giờ dịch ấy thì Vĩnh Phúc có nổ dịch ấy, nên là em không về được quê. Sau đó là vì hoàn cảnh khó khăn nên là em phải trả phòng trọ, nên là em sang bên này ở với chị em, là chị họ ấy ạ. Giãn cách thì là em không đi làm thêm được. Và hiện tại là chị em đang thất nghiệp do Covid. Anh họ thì đang làm việc, nhưng mà chỉ làm công việc bảo vệ bình thường thôi, nên là không có thể chu cấp đủ được. Thì hiện giờ thì hai anh chị của Nguyên cũng đang có em bé nhỏ. Vâng ạ, có hai đứa, nhưng mà một đứa là không nuôi được nên phải gửi lên bà ngoại trông ạ. Thế thì Nguyên đi học như nào, sinh hoạt như nào, và ăn uống như nào trong thời gian này? Bởi vì dạo này là đồ ăn lương thực tích trữ ít ỏi và giá cả lương thực bên ngoài rất là cao, không dám ra ngoài mua, cho nên là phải em ăn mì tôm, còn là cả nhà sẽ nhường cho cái bạn nhỏ 2 tuổi kia, bạn ấy ăn được cơm rồi ạ. Bởi vì Covid nên là bố em cũng không đi làm được, nên là tạm thời vẫn chưa gửi học phí ạ. Thì tiền bình thường là cũng sẽ gửi lương thực từ quê lên, nhưng mà đợt đầu giãn cách thì không cho xe vận chuyển ấy, thì là không có lương thực, chưa biết làm thế nào. Sau đấy là bạn em mách là hay là lên cái Zalo Connect đấy để xem là có hy vọng gì không, thì em cũng chỉ thử xem sao thôi ạ. Không ngờ là gặp được các anh chị ạ. Có rất nhiều anh chị cũng đã nhắn tin và muốn hỗ trợ cho em ạ. Em cũng mong là sẽ có nhiều bạn sinh viên giống như em có thể nhận được sự trợ giúp kịp thời từ các nhà từ các tấm lòng hảo tâm như vậy ạ. Vâng, thưa quý vị, là nền tảng công nghệ được quản lý bởi Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, tính năng Zalo Connect là sáng kiến hỗ trợ cộng đồng một cách dễ dàng trong mùa dịch, đặc biệt là tính năng được tích hợp ngay trên Zalo, một trong những ứng dụng nghe gọi được sử dụng phổ biến nhất ở Việt Nam. Vì vậy, người dùng dễ dàng có thể tiếp cận và thao tác ngay trên chính điện thoại của mình. Được biết, sau một tuần triển khai, có tới 92% các yêu cầu trợ giúp thông qua tính năng này là về lương thực, thực phẩm. Và ngay sau đây, phóng viên của Sống Kết Nối sẽ trực tiếp trải nghiệm và hướng dẫn các thao tác để sử dụng những tính năng mới này. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước, việc ứng dụng công nghệ vào công tác phòng chống dịch là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp cho cộng đồng kết nối và tương trợ lẫn nhau. Chỉ với chiếc smartphone đơn giản như thế này thì người dùng có thể dễ dàng thao tác ngay trên chiếc điện thoại của mình. Quý vị có thể dễ dàng truy cập vào Zalo Connect từ nhiều vị trí khác nhau trên Zalo, như đầu trang nhật ký, banner trên tin nhắn hoặc ở mục khám phá. Tùy vào nhu cầu, quý vị chọn tôi cần giúp đỡ hoặc tôi muốn giúp đỡ trên Zalo Connect. Với những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, Zalo đã tạo sẵn biểu mẫu các hạng mục cần thiết cho dịch bệnh, bao gồm lương thực như gạo, trứng, thịt cá, rau củ, bánh mì, nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, bột giặt, hay vật dụng y tế và tư vấn y khoa, tư vấn bệnh từ xa. Sau đó, quý vị tiếp tục kéo xuống dưới, điền thêm các thông tin cá nhân như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ. Thông tin sẽ ngay lập tức được chia sẻ và cập nhật trên hệ thống bản đồ để nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Lúc này thì người dân xung quanh khu vực sinh sống hoặc những tổ chức, nhóm thiện nguyện có thể thấy được thông điệp cần giúp đỡ này và hỗ trợ kịp thời.
Tuy nhiên thì quý vị cần lưu ý mở tính năng cho phép người lạ liên lạc trên Zalo nhằm đảm bảo rằng lực lượng cứu trợ có thể kết nối nhanh chóng với quý vị. Ngoài hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, người dùng còn được kết nối với đội ngũ y bác sĩ thông qua mục tư vấn y khoa. Danh sách đội ngũ bác sĩ tình nguyện chuyên môn cao sẽ được bổ sung liên tục vào hệ thống nhằm kịp thời hỗ trợ người dân. Theo thống kê, có khoảng 92% yêu cầu trợ giúp về lương thực, 24% yêu cầu trợ giúp nhu yếu phẩm, 8% cần vật dụng y tế, thuốc men và 7% cần tư vấn về sức khỏe. Mặc dù là sáng kiến để giúp ích trong cộng đồng, tuy nhiên thì trên thực tế tính năng hữu ích này đang bị nhiều người sử dụng để trêu đùa, đăng những thông tin phản cảm. Quý vị lưu ý rằng chỉ nên đăng ký cứu trợ khi thực sự cần thiết, không sử dụng app để đùa giỡn phản cảm như một số trường hợp đang hiển thị trên màn hình. Nếu quý vị là người muốn tặng nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn, hãy chọn mục Tôi muốn giúp đỡ. Hệ thống sẽ hiển thị ra những người đang có nhu cầu được giúp đỡ trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp ngay trên Zalo hoặc chọn Quan tâm để lưu thông tin người cần được trợ giúp. Sau khi liên hệ và giúp đỡ thành công, quý vị bấm xác nhận đã giúp, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận trường hợp đó có bao nhiêu người giúp đỡ. Ngoài Zalo thì hiện có rất nhiều ứng dụng khác giúp kết nối người cho người nhận trong thời điểm dịch bệnh, điển hình như bản đồ cứu trợ SOS Med hay ứng dụng SIM Unicorn. Dù là qua ứng dụng nào thì chỉ cần một chút sẻ chia trong thời điểm khó khăn này thì những chiếc lá lành có thể đùm bọc được rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Vâng thưa quý vị, vào tối ngày 17 tháng 8, hàng chục nghìn tài khoản Facebook tại Việt Nam đã bị khóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội này. Đáng chú ý là sau khi vụ việc xảy ra, trên Facebook cũng đã xuất hiện không ít các bài đăng quảng cáo liên quan đến dịch vụ lấy lại tài khoản Facebook. Tuy nhiên, theo chuyên gia bảo mật Hiếu PC, người dùng cũng phải đối diện với nhiều nguy cơ nếu chủ quan thuê dịch vụ này. Sau sự việc tối ngày 17 tháng 8, lượng người có nhu cầu đối với dịch vụ lấy lại tài khoản tăng đột biến so với bình thường. Theo chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu, thường được biết đến với nick Hiếu PC, nhiều kẻ xấu đang lợi dụng sự việc này để lừa đảo lấy thông tin, danh tính và chiếm đoạt tài sản. Các thông tin cá nhân này có thể bị giao bán hoặc sử dụng với mục đích khác. Do vậy, người dùng cần cẩn trọng, không vội tin và nghe lời người lạ để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Vâng thưa quý vị, theo tờ Nikkei Asia, sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 đang phá vỡ kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam của các hãng công nghệ như là Apple, Google, Amazon. Theo đó, những mẫu smartphone Pixel 6 của Google vẫn sẽ được lắp ráp tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, dù cho trước đó công ty đã lên kế hoạch sản xuất những thiết bị này tại Việt Nam. Apple cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tai nghe AirPods thế hệ mới của hãng tại Trung Quốc thay vì ở Việt Nam theo kế hoạch được công bố trước đây. Bên cạnh đó thì Táo Khuyết cũng được cho là phải hoãn lại kế hoạch đưa một số sản phẩm MacBook hay là iPad sang Việt Nam để sản xuất do chuỗi cung ứng linh kiện máy tính của hãng vẫn chưa hoàn thiện và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Vâng thưa quý vị, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ đã và đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ SME. Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái chuyển đổi số One SME của tập đoàn VNPT đã có những chương trình ưu đãi đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với nền tảng này để vượt qua khó khăn. Cụ thể, các doanh nghiệp khi đăng ký các gói tích hợp trên nền tảng One SME sẽ được giảm giá tới 61% so với sử dụng các gói sản phẩm, dịch vụ đơn lẻ. Các gói tích hợp gồm 3 dịch vụ thiết yếu của doanh nghiệp là chứng thực chữ ký số công cộng VNPT CA, dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến, dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT Invoice. Ngoài ra, kể từ nay đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2021, doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ của VNPT đăng ký mở tài khoản trên One SME sẽ được đăng ký sử dụng miễn phí 300 hóa đơn điện tử trị giá 300.000 đồng. Đối với doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của VNPT đăng ký mở tài khoản trên One SME sẽ được đăng ký sử dụng miễn phí 500 hóa đơn điện tử trị giá 420.000 đồng. One SME tại địa chỉ onesme.vn là nền tảng chuyển đổi số đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số toàn trình trên môi trường online. Nền tảng giúp các SME tiết kiệm tối đa chi phí, dễ dàng tiếp cận nhiều tiện ích từ sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số, góp phần đem lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nắng nóng gay gắt, dịch bệnh COVID-19 cũng diễn biến phức tạp khiến cho nhiều địa phương đang giãn cách xã hội. Người lao động phải ở nhà, làm việc và học tập online đã khiến cho lượng tiêu thụ điện của người dân tăng vọt. Một trong những giải pháp để có thể kiểm soát được việc sử dụng và tiết kiệm điện là giám sát được lượng điện tiêu thụ hàng tháng, từ đó điều chỉnh thói quen một cách hợp lý nhất.
Điều hòa thì mình dùng đến 2-3 cái. Rất lo ngại là mình dùng nhiều điện, nhiều những thiết bị điện công suất cao như thế thì nó sẽ gây đến việc quá tải điện. Mình thì không thể biết được cái tiền điện đang ở mức bao nhiêu để mà tiết kiệm ý. Thành ra là mình luôn phải nhắc nhở các người thân trong gia đình mình là phải tiết kiệm điện, như thế thì rất là mất thời gian và mệt. Trước đây, vào thời điểm mùa hè nắng nóng, gia đình chị Diệu Linh ở Thanh Trì, Hà Nội phải trả từ 1,5 đến 2 triệu tiền điện mỗi tháng. Thế nhưng từ khi lắp đặt bộ giám sát tiêu thụ điện, gia đình chị đã tiết kiệm được nhiều chi phí nhờ cân đối lại thời lượng sử dụng các thiết bị điện. Thiết bị đầu nối với Atomat trong nhà, chị Linh chỉ cần cài đặt app trên điện thoại là có thể theo dõi thông tin về công suất tiêu thụ điện, ước tính số tiền phải trả theo thời gian thực. Tôi có thể liên tục kiểm tra được cái số tiền điện tiêu thụ của gia đình, và đặc biệt thì tôi có thể nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình tiết kiệm điện khi mà cái tiền điện vượt qua cái ngưỡng tiêu thụ của gia đình. Điểm cộng nữa của thiết bị Viconnect đang được gia đình sử dụng là khả năng đưa ra cảnh báo về công suất, điện áp khi chỉ số tiêu thụ điện vượt quá ngưỡng đặt ra. Đồng thời, nhà sản xuất cũng thiết lập sẵn bảng giá điện bậc thang ngay trên ứng dụng. Người dùng dễ dàng kiểm soát theo thời gian thực mức tiêu thụ điện áp của gia đình. Thiết bị của chúng tôi hoàn toàn là có thể cập nhật những cái tính năng mới từ xa thông qua cái nền tảng Viconnect IoT Platform. Ngoài ra thì thiết bị có thể tính toán được dựa trên những cái nhu cầu thực tế của người dân, áp dụng cho những cái nhà trọ có thể là kiểm soát tiền điện với cả người khách thuê. Bên cạnh hai ứng dụng là ePoint và EVN Hà Nội, với Viconnect, người dân có thêm một công cụ là thiết bị số để tiện theo dõi số điện. Chúng tôi áp dụng công nghệ IoT vào thiết bị để giải quyết những nhu cầu đơn giản và thiết thực của người dùng. Và ngoài ra thì cái bộ sản phẩm giám sát tiêu thụ điện thông minh này thì là nằm trong cái giải pháp tổng thể liên quan đến ngôi nhà thông minh, thể kết hợp với các cái thiết bị khác trong ngôi nhà để tạo thành một cái hệ sinh thái sản phẩm làm cho ngôi nhà trở nên thông minh hơn và tiện lợi hơn.